Chào mừng quý khán giả cùng đến với bản tin Sport vào ngày 30 tháng 6. Chương trình ngày hôm nay sẽ gồm những nội dung chính sau đây. Barcelona thất bại trong việc chiêu mộ Marcelo Brozovic. Manchester United kích nổ bom tấn Mason Mount. U17 châu Á 2023, Nhật Bản và Hàn Quốc tiến vào chung kết. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Barcelona có hai mục tiêu cần hoàn thành, đó là tái hợp với siêu sao Lionel Messi và tìm cái tên thay thế đội trưởng Sergio Busquets. Đội bóng xứ Catalan đã thất bại với mục tiêu đầu tiên, còn với mục tiêu thứ hai, họ vẫn đang rất bối rối. Rạng sáng nay, Marcelo Brozovic, cái tên được Barca khao khát, đã chính thức nhận lời chuyển đến giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi. Mặc dù hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới đã từ chối đến thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi, nhưng điều đó không làm lung lay ý định của Marcelo Brozovic. Theo thông tin từ tờ AS, tiền vệ người Croatia đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Anas. Số tiền mà đại diện Tây Á bỏ ra trong thương vụ này là 23 triệu euro cho Inter Milan, cùng mức lương cho Epic là 25 triệu euro mỗi mùa. Được biết, ban đầu tuyển thủ Croatia có ý định chờ đợi những quyết định đến từ Barcelona. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan đã không đưa ra bất kỳ động thái nào. Mới đây nhất, đích thân chủ tịch Juan Laporta đã lên tiếng xác nhận đội chủ sân Camp Nou sẽ đứng ngoài cuộc trong việc Brozovic chuyển đến chơi bóng tại Ả Rập Saudi do không thể so sánh với Anas về tiềm lực tài chính. Điều này đồng nghĩa Barca sẽ phải tìm kiếm một phương án khác tối ưu hơn. Cũng liên quan đến Barcelona, trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh TV3, chủ tịch Juan Laporta tiết lộ đội bóng của ông đã nhận được lời đề nghị bán Frankie de Jong với giá 116 triệu euro vào năm ngoái. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan đã kiên quyết từ chối. Sang mùa hè này, De Jong sẽ ở lại Barcelona bởi tiền vệ người Hà Lan là nhân vật quan trọng đối với hiện tại và tương lai của Blaugrana. Ngoài cựu cầu thủ của Ajax, những cái tên khác như Pedri, Christensen, Ronald Araujo, Ansu Fati và Alejandro Balde cũng nằm trong danh sách không thể bán. Bên cạnh đó, ông Laporta còn cho biết Barcelona sẽ cố gắng hoàn tất việc chiêu mộ tài năng trẻ Victor Roque từ Atletico Paranense và Arda Güler từ Fenerbahce. Những cái tên này sẽ giúp đội hình của Barca được làm dày và phù hợp với kế hoạch lâu dài của đội bóng. Villarreal có một mùa giải thành công khi cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi nhiều cái tên trong đội hình của huấn luyện viên Quique Setién đang được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Nicolas Jackson đã cập bến Chelsea, Samuel Chukwueze đang được AC Milan quan tâm. Mới đây, đến lượt trung vệ Pau Torres nói lời chia tay sân La Ceramica. Aston Villa vừa đạt được thỏa thuận cùng Villarreal để ký hợp đồng với Pau Torres. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã đồng ý các điều khoản để chuyển đến thi đấu tại sân Villa Park. Được biết, trung vệ 26 tuổi nổi lên như một trong những mục tiêu hàng đầu của huấn luyện viên Unai Emery trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Bởi lẽ, chiến lược gia sinh năm 1971 hiểu rất rõ về phong cách chơi bóng của Torres khi còn dẫn dắt Villarreal. Trong màu áo của tàu ngầm vàng, Torres đã cho thấy tầm quan trọng của mình. Mùa trước, với 39 lần ra sân cùng sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, anh đã giúp câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ 5 tại La Liga Santander và giành quyền tham dự Europa League mùa tới. Trong màu áo mới, Pau Torres sẽ có cơ hội cùng Tyrone Mings và Edri Konsa tạo nên những bước tường thành vững chắc trước khung gỗ của thủ môn Martinez. Ở chiều hướng ngược lại, đội chủ sân La Ceramica đã chiêu mộ thành công Santi Cumesana từ Rayo Vallecano. Theo công bố từ trang chủ của câu lạc bộ, bản hợp đồng giữa đôi bên sẽ có thời hạn 4 năm. Tiền vệ sinh năm 1996 không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ tại La Liga Santander. Từ khi bắt đầu thi đấu cho Rayo Vallecano vào năm 2016, Cumesana ngay lập tức thể hiện tốt vai trò của một tiền vệ trung tâm. Sở hữu khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, quan sát và đọc tình huống tốt giúp Cumesana luôn trở thành ưu tiên hàng đầu trong đội hình xuất phát. Với những sự bổ sung chất lượng như Cumesana hay Denis Suarez, Villarreal hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới. Sau quyết định ra đi của Andoni Iraola vào cuối mùa giải trước
câu lạc bộ Rayo Vallecano đã gấp rút tìm kiếm người thay thế. Sau những nỗ lực của mình, đội chủ sân Vallecas quyết định bổ nhiệm ông Francisco Rodriguez ngồi vào chiếc ghế nóng của câu lạc bộ. Chiến lược gia 45 tuổi này đã lâm vào cảnh thất nghiệp sau khi bị Elche sa thải ở giai đoạn đầu mùa trước. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên người Tây Ban Nha từng dẫn dắt qua những câu lạc bộ như Almeria, Girona hay Huesca. Nhưng lần này sẽ là một thử thách thực sự cho những mục tiêu của huấn luyện viên Francisco Rodriguez. Bởi lẽ, đại diện hành Madrid đang sở hữu đội hình đồng đều và giàu tham vọng. Ở mùa giải vừa qua, dưới tài thao lược của huấn luyện viên Iraola, Rayo Vallecano đã tiến rất gần đến việc có được tấm vé tham dự đấu trường cúp châu Âu. Nhưng đáng tiếc là họ lại gục ngã vào giai đoạn quyết định. Trong vòng 24 giờ qua, Mason Mount trở thành cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Kể từ khi mùa giải 2022-2023 hạ màn, Manchester United tích cực đàm phán với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ người Anh. Cuối cùng, thương vụ tốn nhiều giấy mực này cũng đã kết thúc trong niềm hân hoan của các cổ động viên Quỷ Đỏ. Sau những nỗ lực đàm phán cùng việc tăng giá trị hợp đồng lên đến gần 60 triệu bảng, Manchester United đã chính thức sở hữu Mason Mount từ Chelsea. Tại sân Old Trafford, tiền vệ sinh năm 1999 sẽ khoác áo Quỷ Đỏ trong 5 mùa giải cùng mức thu nhập hơn 238.000 bảng mỗi tuần. Là cầu thủ trưởng thành từ học viện Chelsea, Mao đã có tổng cộng 195 lần ra sân cho câu lạc bộ kể từ khi ra mắt đội 1 vào năm 2017 và ghi được 33 bàn thắng. Cầu thủ 24 tuổi cũng đã trải qua 2 mùa giải được cho mượn tại Vitesse Arnhem và Derby County từ năm 2017 đến năm 2019 trước khi trở thành cầu thủ thường xuyên được ra sân trong đội hình xuất phát dưới thời của huấn luyện viên Frank Lampard tại Chelsea. Khi được hỏi về bản hợp đồng mới, nhà cầm quân Erik ten Hag đánh giá rất cao tuyển thủ Anh. Cựu huấn luyện viên Ajax tin rằng Mason Mount sẽ là nhân tố nổi bật giúp cải thiện hàng tiền vệ của Man United. Chuyên gia Fabrizio Romano vừa đăng dòng trạng thái quen thuộc Here We Go để thông báo về vụ chuyển nhượng Lucas Hernandez từ Bayern Munich sang khoác áo PSG. Cũng theo chuyên gia này, thương vụ giao dịch giữa đôi bên có tổng giá trị là 50 triệu euro. Hùm xám đã không đồng ý với những đề xuất ban đầu từ nhà vô địch Ligue 1. Nhưng sau khi nhận được những con số hợp lý, đội chủ sân Allianz Arena đã ngay lập tức gật đầu. Lucas Hernandez gia nhập Bayern từ Atletico Madrid vào năm 2019. Anh đã chơi 107 trận, ghi 2 bàn và cung cấp 5 đường kiến tạo. Và để chuẩn bị cho sự ra đi của cầu thủ 27 tuổi người Pháp, nhà vô địch Bundesliga đã nhắm đến trung vệ Kim Min-jae của Napoli để thay thế. Tờ Sky Germany cũng vừa đưa tin, tuyển thủ người Hàn Quốc đã ở rất gần với việc trở thành một trong những thành viên của câu lạc bộ Bayern Munich. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay là diễn biến từ vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2023. Tại bán kết, U17 Nhật Bản phải chạm trán với đối thủ Iran, trong khi U17 Hàn Quốc đọ sức với hiện tượng của giải trẻ là Uzbekistan. Thêm một lần nữa, hai đại diện đến từ Đông Á đã cho thấy tại sao họ xứng đáng được xem là ứng cử viên cho chức vô địch. Trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á giữa U17 Nhật Bản và U17 Iran đã diễn ra không đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, khi Samurai Xanh dễ dàng tạo ra thế trận một chiều. Ngay ở phút thứ 10, các cầu thủ áo trắng đã tận dụng tốt cơ hội đầu tiên khi Yada băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. Chỉ 15 phút sau, đến lượt Mochizuki tận dụng sự hớ hên của hàng phòng ngự bên phía Iran để nhận đôi cách biệt. Tưởng chừng như sang hiệp 2, đại diện của Tây Á sẽ sốc lại tinh thần để có trận đấu song phẳng cùng Nhật Bản. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Hossein Addi tiếp tục thi đấu bạc nhược để rồi phải nhận hệ quả tất yếu là bàn thua thứ 3 sau cú đá phạt đẹp mắt của Sato. Thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3, U17 Iran đành ngậm ngùi nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho đối thủ. Ở trận bán kết còn lại, U17 Hàn Quốc và U17 Uzbekistan đã tạo ra màn đội công hấp dẫn trong trận bán kết trên sân Pathum Thani. Đội bóng của Trung Á là những người nhập cuộc tốt hơn khi sở hữu những cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng lại không tận dụng thành công. Bên phía đối diện, U17 Hàn Quốc cũng tỏ ra không hề kém cạnh, nhưng cũng phải chờ đến tình huống dàn xếp đá phạt ở phút 31 của Baek Ingwu, đại diện xứ Kim Chi, mới có được bàn thắng mở tỷ số. Ở tình huống này, tiền vệ mang áo số 8 thực hiện cú sút phạt tầm thấp đầy hiểm hóc, hạ gục thủ môn Sobirov. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp U17 Hàn Quốc tạo ra trận chung kết trong mơ cùng với U17 Nhật Bản vào ngày 2 tháng 7 tới. Chuyển sang những thông tin về làng banh nỉ.
và lúc này người hâm mộ đang đếm ngược để được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn tại Wimbledon. Trong khi đó, nhiều tay vợt đang tham gia các giải đấu nhỏ để hoàn tất việc chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Tommy Paul và Coco Gauff cũng không phải là ngoại lệ. Mới đây, cả hai đã tiến thêm một bước đến chức vô địch giải quần vợt Eastbourne International dành cho nam và nữ. Tại trận tứ kết giải quần vợt 250 ATP Eastbourne International, Tommy Paul có màn đỏ sức cùng người đồng hương John Wolf là hạt giống số 2 của giải. Tưởng chừng như Paul sẽ có trận đấu dễ dàng. Thế nhưng, những diễn biến trên sân lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Ở set đấu đầu tiên, tay vợt hạng 17 ATP thi đấu tốt để có phần thắng 6-4. Nhưng bằng sự quyết tâm, John Wolf đã kết thúc set đấu thứ hai với cùng tỷ số. Bước sang set đấu quyết định, hai tay vợt đã thi đấu giằng co khi kéo nhau vào loạt tie break. Để rồi, với những tình huống xử lý chính xác hơn, Tommy Paul đã giành chiến thắng chung cuộc và góp mặt ở bán kết. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Mỹ sẽ là George Barre, người đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 8 Miomir Kecmanovic với tỷ số 2-0. Ở một trận tứ kết khác, Francisco Cerundolo đã có một trận đấu vô cùng nhẹ nhàng trước hiện tượng người Trung Quốc Zhang Zichen. Bằng lối đánh thực dụng cùng những pha bóng bền, sau hơn một giờ thi đấu, tay vợt người Argentina đã giành chiến thắng 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 6-2 và 6-3. Thắng lợi này giúp hạt giống số 4 có lần đầu tiên vào đến bán kết của giải đấu. Tại vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất, Cerundolo sẽ phải so tài cùng tay vợt người Mỹ Mackenzie McDonald để cạnh tranh tấm vé vào thi đấu trận chung kết. Còn ở nội dung của nữ, Coco Gauff đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi giành thắng lợi trước hạt giống số 3 là Jessica Pegula. Ở set đấu mở màn, Gauff thi đấu chặt chẽ, tận dụng tốt những lỗi đánh bóng hỏng của đối thủ để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Sang set 2, kịch bản một lần nữa lại được thiết lập. Thậm chí đã có thời điểm Jessica Pegula vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-0. Nhưng càng thi đấu, Coco Gauff càng thể hiện được sự kiên cường. Để rồi tay vợt người Mỹ đã khép lại set đấu với tỷ số 6-3. Chiến thắng 2-0 giúp Gauff sở hữu tấm vé đi tiếp. Đối thủ ở trận bán kết sẽ là Madison Keys, một tay vợt người Mỹ khác. Trên trang cá nhân, tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki thông báo sẽ trở lại với tennis sau 3 năm vắng bóng. Wozniacki là một tay vợt nữ nổi tiếng người Đan Mạch, bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp từ năm 2005. Tay vợt sinh năm 1990, nhanh chóng thăng tiến và lên ngôi số 1 thế giới vào tháng 10 năm 2010. Trong suốt 15 năm sự nghiệp, Wozniacki chỉ có vỏn vẹn một danh hiệu Grand Slam khi đăng quang ở Australia mở rộng năm 2018. Đầu năm 2020, Wozniacki thông báo chia tay sự nghiệp quần vợt để tập trung lo cho gia đình và hướng đến việc sinh con. Giải Canada mở rộng diễn ra ở Montreal vào tháng 8 tới sẽ là sự kiện đầu tiên đánh dấu sự trở lại của tay vợt Caroline Wozniacki. Chưa đầy 90 ngày nữa, ASEAN Hàng Châu 2023 sẽ diễn ra. Nước chủ nhà Trung Quốc đang cố gắng hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm mang đến một kỳ đại hội cực kỳ thành công. Mới đây, những hình ảnh mới nhất bên trong cung thể thao dưới nước, sân vận động Olympic Hàng Châu và tổ hợp sân quần vợt cũng đã được ban tổ chức công bố. Chỉ còn chưa đến 90 ngày nữa là Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc. Lúc này, những công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội đang được gấp rút hoàn thiện. Vào hôm qua, Ủy ban kiểm tra dưới sự chủ trì của trưởng bộ phận truyền thông đã đến thực nghiệm việc thực hành các trang thiết bị phục vụ các môn thể thao dưới nước. Trong quá trình di chuyển tất cả các thiết bị và cơ sở vật chất vào địa điểm thi đấu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và điều chỉnh làm sao để tất cả các nhân viên vận hành mọi thứ một cách tốt nhất để đảm bảo khi diễn ra các môn thi đấu thực tế sẽ tránh những sai sót tối thiểu nhất. Trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Châu Á, trung tâm với sức chứa 6.000 chỗ ngồi này sẽ tổ chức các cuộc thi bơi lội, lặn và bơi nghệ thuật với tổng cộng 53 bộ huy chương được trao. Trong khi đó, sân vận động Olympic Hàng Châu cũng thu hút sự chú ý lớn nhờ kiến trúc mang hình dáng bông sen lớn. Nơi đây sẽ diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và các nội dung thi đấu ở môn điền kinh. Ngoài ra, sân quần vợt cũng gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, hệ thống mái che để tránh các tác động từ thời tiết bên ngoài. ASEAN 2023 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tại Hàng Châu và 5 thành phố khác bao gồm Ninh Ba, Ôn Châu, Kim Hoa, Thiệu Hưng và Hồ Châu.
Hôm qua, tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội đã diễn ra trận derby thủ đô trong khuôn khổ VBA giữa hai đại diện Hà Nội Buffalo và Thăng Long Warrior. Đây là màn so tài rất đáng được chờ đợi, bởi lẽ đội bóng nào cũng muốn giành được phần thắng để gửi đến người hâm mộ của mình. Trong hai hiệp đấu đầu tiên, trung phong Udun Usakue bên phía Hà Nội Buffalo là cầu thủ thi đấu nổi bật. Những bước di chuyển dũng mãnh cùng sự tự tin trong những lần lên rổ đã giúp tân binh của Hà Nội Buffalo ghi đến 20 điểm chỉ trong 15 phút có mặt trên sân. Chính sự thăng hoa đến từ Usakue cùng nội binh Nguyễn Tiến Dương đã là nguồn cảm hứng để Hà Nội Buffalo vượt qua đối thủ cùng thành phố với tỷ số vô cùng xích sao 93-91. Chiến thắng này cũng giúp cho Trâu Hà Nội tạm thời vượt qua 9 đối thủ trên bảng xếp hạng. Thông tin về VBA 2023 vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sport vào ngày 30 tháng 6. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai của chúng tôi.